Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Đạt Bạch CN. Trong video ngày hôm nay, Đạt sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách luồn dây mồi trong ống điện âm sàng và âm tường như thế nào. Và hôm nay Đạt sẽ mắc cho các bạn cái cách mà các bạn luồn những sợi dây mồi nè, nó sẽ đi qua ống điện của chúng ta. Mà ống điện này chúng ta đặt âm sàng hoặc âm tường, thì những ống điện này chúng ta đặt khoảng chừng 15 đến 20 mét, và có khi chúng ta đặt tới 30 mét và chúng ta không thể nào mồi dây đi được các bạn. Tại dây này nó mềm các bạn, nó mềm lắm, mà chúng ta chỉ xỏ đi một khoảng cách nào đó thôi, hoặc khi nó qua những cái co á, thì nó rất là khó các bạn. Cho nên chúng ta cần phải tương tác nó, cần phải hỗ trợ nó để chúng ta kéo đi, để chúng ta cho nó đi theo một đường. Thì bởi vì thế ngày hôm nay á, Đạt sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà các bạn thi công cho nó tốt. Các bạn, đây là ống luồn gà các bạn nè, các bạn xỏ đi đúng không, tới một cái giai đoạn nó sẽ những cái toi nè, thì nó sẽ đi qua nhiều cái to, thì cái sợi dây mồi nè chúng ta xỏ nó sẽ không đi nữa. Chính vì thế mà Đạt sẽ đưa ra các phương pháp để các bạn mồi nó, các bạn hỗ trợ nó đi. Trong thuật ngữ của các bạn, đây là phương pháp câu cá trong đường ống. Mà các bạn, nếu các bạn không thích câu cá thì các bạn câu nương, các bạn câu trình. Và video này Đạt sẽ chỉ cho các bạn các cách tạo con cá trong ống điện và cái lưỡi câu. Thì các bạn xem lại bạn này. Thì các bạn dễ lắm các bạn. Nếu mà các bạn thao tác để làm được con cá trong đường ống á, thì các bạn phải tìm cho mình là nhợ các bạn, khoảng chừng 1 mét nhợ được rồi. 1 mét nhợ là các bạn làm được rồi. Nhưng mà đặc biệt các bạn lưu ý nha, các bạn phải làm những cái sợi nhợ mà nó nhỏ, nó mỏng, nó nhỏ. Các bạn không nên làm những sợi nhợ mà nó bự như các bạn nha. Bởi vì khi mà sợi nhợ nó bự nè, thì nó sẽ chiếm đi cái diện tích ống. Và khi chúng ta cột vô cái đầu ruồi á, thì nó sẽ bị to lắm, cho nên là chúng ta móc rất là khó các bạn nha. Bởi vì thế Đạt khuyên các bạn nên chọn những sợi nhợ nó mỏng, đặc biệt là các sợi nhợ mở trong bao xi măng các bạn. Trong bao xi măng nó nhỏ các bạn, thì ở công trường nào cũng có, thì các bạn nên chọn những sợi nhợ như thế này. Và cái điều mà các bạn tìm một sợi nhợ mà nó không thấm nước á, sợi nhợ mà cũng bao xi măng luôn, nhưng mà cái loại nhợ nó không thấm nước, các bạn tìm được sợi nhợ đó mới các bạn làm được cái con cá trong đường ống, nó là tuyệt vời. Thì các bạn kiếm sợi dây nhợ nè, khoảng 1 mét thôi, 1 mét các bạn nha. Thì Đạt làm 1 mét thôi thôi, Đạt gấp đôi lại nha. Thì các bạn gấp đôi lại như thế này. Và đồng thời các bạn cột á, là các bạn làm con cá là các bạn phải làm cái sợi dây dài nhất, dây khoảng 15 mét hoặc 20 mét. Rất là dễ các bạn ạ. Đây là con cá rồi các bạn nhớ. Và Đạt cũng nói các bạn nha, các bạn phải làm theo Đạt nha. Cái đây là Đạt đưa ra những cái phương án là tốt nhất cho các bạn rồi đó. Các bạn không nên làm kiểu này nha các bạn nha. Khi các bạn xỏ nè, các bạn cột nè, nó sẽ to cái cục này lắm, nó sẽ không bao giờ đi được đâu. Và cái cục này nó sẽ di chuyển các bạn, nó sẽ di chuyển gì nè. Khi mà các bạn gặp một cái nối hoặc các bạn gặp một cái co thì nó mắc lại đây, nó sẽ xuống dưới vị trí này. Và khi các bạn móc á, các bạn móc là khó, cái đầu đuôi nó chạm hay nào, nó không thể móc được. Bởi vì thế mà Đạt khuyên các bạn nên cố định nó. Và những cái phương pháp này Đạt đã làm rồi thì Đạt mới chỉ cho các bạn, chứ không phải Đạt chưa từng làm mà Đạt đã chỉ cho các bạn. Các bạn nhớ. Và đi qua cái bước số 2 á, là Đạt sẽ làm cho các bạn cái lưỡi câu. Đạt đã làm cho bạn là con cá rồi, con trình, con lươn rồi. Thì Đạt sẽ làm cho các bạn cái lưỡi câu, các bạn sẽ câu nó. Cái lưỡi câu này lưỡi câu đa năng các bạn. Thì để làm một cái lưỡi câu á, thì các bạn kiếm cho mình một cái sợi dây chì ở trên công trường có các bạn ạ. Các bạn nên lấy cái ruột dây tivi nó to và nó cứng để nó đẩy đi cho nhanh và nó không bị hư nữa. Còn cái sợi dây chì nó sẽ nhão nhanh hơn. Thì các bạn thấy Đạt làm nha.
đây các bạn, Đạt đã làm một cái lửa câu rồi các bạn nè, đó các bạn thấy không? Thì mình cũng dùng băng dính luôn, băng keo luôn để mình quấn lại cho nó cứng các bạn, không nó sẽ bị trượt ra ngoài đường, trượt ra đầu đùi á. Chúng ta quấn cho nó cứng lại luôn nha. Đạt làm một bộ, Đạt làm một con cá hoặc một con lươn, một con trình vậy nè, và một lửa câu đa năng để móc với nhau, thấy ok không? Móc nè, nó không móc dưới thì nó sẽ móc trên các bạn nha. Thì đối với những ống 20 thì nó sẽ móc ở vị trí này, đối với vị trí ống 25 thì khả năng nó sẽ móc ở vị trí này, vì ống 25 nó sẽ rộng hơn và nó sẽ đi qua như này, nó sẽ móc các bạn nha. Còn ống 20 nó sẽ gập đầu và nó móc luôn. Nhưng mà cái phương pháp móc nào là các bạn phải có những kỹ năng các bạn mới móc mới được. Cái người thợ mà hay làm cái móc câu nó bị sai các bạn là làm như thế này nè. Có nghĩa là thợ chúng ta làm tới 2-3 móc câu rồi nè để móc các bạn nha. Nhưng mà cái móc câu này thì nó đã đi, nó đi rất là khó. Khi các bạn xỏ nó sẽ cắn vào những gân ống này thì các bạn không bao giờ đi được. Các bạn lưu ý một, Đạt nói nó không hiệu quả. Các bạn nhớ Đạt nói nó không hiệu quả. Đây là một trường hợp nha. Còn một trường hợp thứ hai là các bạn làm cái móc câu như thế này nè. Như thế này là các bạn hoàn toàn sai về những cái kỹ thuật móc câu của bạn nha. Thứ nhất nữa là cái đầu đuôi nè. Khi mà nhà sản xuất người ta làm cho mình đó, là người ta đã làm cái đầu đuôi nè để nó luồn qua những cái ống cứng các bạn nha. Cái đầu đuôi nè nó y như là một con rắn để nó lươn đi các bạn. Nhiều con rắn nó lươn đi nè. Mà các bạn vô tình các bạn xoắn nó là các bạn tạo ra cái độ cứng cho nó nữa. Thì nó đi rất là khó đi qua những cái co. Đó, như các bạn thấy không, nó qua những cái góc khúc, những cái to. Cho nên là các bạn không nên làm thêm những cái vấn đề này. Các bạn chỉ làm ở vị trí này, cách xuống khoảng chừng một phân thôi. Các bạn nhớ cho mình. Và đồng thời cái vấn đề nè, các bạn không nên làm nhọn cái đầu này. Các bạn nhớ không, không nên nhọn. Nếu làm nhọn thì nó sẽ va chạm vô những cái nối nè, gặp những cái ống mềm của mình á, nó sẽ bị đứng lại. Các bạn, thì là cũng nói giống như cái trường hợp thứ đầu tiên, nó sẽ đứng vô đây nè, nó sẽ gắn vô cái gân các bạn nè, những cái gân này nè, nó sẽ đứng lại, các bạn nhớ nha, nó đứng lại vậy nè. Thì đó, cho nên là các bạn không nên làm. Thì nếu các bạn thấy video hay, các bạn hãy ấn like, share và comment bên dưới video đó, thì Đạt sẽ thị phạm trực tiếp ở công trường luôn. Thì cái phương pháp này nó cũng đơn giản lắm các bạn. Các bạn làm được một cặp một con cá hoặc là một con lươn rồi thì các bạn câu thôi, các bạn sẽ tự tay các bạn đẩy sợi dây mồi vô trong ống các bạn, và các bạn đây các bạn móc thôi, đây các bạn móc thôi nè, và nhìn nè, móc thôi, ok chưa? Đó là phương pháp mà Đạt sẽ áp dụng trong công trường, đặc biệt là những cái đường ống mà nó hơi dài các bạn mồi nó không thể đi được á, thì đây là một phương pháp Đạt nghĩ là tối ưu cho các bạn. Và Đạt cũng sẽ có những cái phương pháp hay hơn, nhanh hơn phương pháp này. Đối với những công trình lớn, Đạt sẽ thị phạm cho các bạn trong cái đường ống luôn. Đạt chỉ mồi dây trong đường ống để các bạn xem thử có đúng như thật sự được, như Đạt nói không, hay là Đạt chỉ làm nó phép. Các bạn ha. Nè, Đạt sẽ móc lên các bạn nè. Ok chưa? Bốc lên nè. Các bạn thấy con cá nó đã dính trong đường ống các bạn thấy không? Các bạn thấy nó tuyệt vời và nó vi diệu các bạn. Đó thì lúc này tôi giờ chụp cái đầu con cá nó kéo lên thôi. Thấy không? Thì cái đây là cái cách mà Đạt mách cho các bạn. Đầu tiên là các bạn phải biết cách làm một bộ câu cá. Cái vấn đề thứ hai là các bạn phải biết được cái quy trình, cũng như biết được cái phương pháp để các bạn móc, chứ không phải người nào móc cũng được. Đạt tin chắc điều đó. Và các bạn muốn làm được cái móc câu như mình, các bạn nhớ xem video thật kỹ. Các bạn đừng nên đi vào những vết xe đổ của những người thợ tìm những thứ kia. Các bạn nhớ. Và các bạn thấy video hay, các bạn ấn like, share và comment bên dưới video. Mình là Đạt Bạch Channel, xin thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn trong video mới tiếp theo.